Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với kênh Cuộc Sống Người Tây Bắc. Ngày hôm nay thì mình sẽ đi vào trong Mường La để quay phim. Anh em cùng theo chân mình nhé. Cũng cảm ơn anh em là thời gian qua đã ủng hộ mình kênh Cuộc Sống Người Tây Bắc của mình. Mình bán các cái đặc sản về Tây Bắc. Nhờ có anh em ủng hộ nên mình cũng có kinh phí và một khoảng thời gian trống để mà mình tập trung vào cái công việc ngày hôm nay. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi chúng ta cùng đi nhé. Đang ở gần chỗ cầu Pan, đây là nhà cầu Pan gần chỗ thị trấn Mường Cú. Rồi bây giờ mình sẽ đi về xe để đi vào thị trấn nhé. Rồi anh em ơi, mình đã đến ngã ba của thị tứ Mường Cú rồi nhé. Đây là ngã ba giàn, chả biết tên cái đọc trên biển. Đường này nếu đi thẳng thì mình sẽ đi vào trong Mường La, thủy điện Sơn La. Đấy, anh em cứ đi thẳng theo đường này thì vào thủy điện Sơn La. Còn đây nếu anh em mới đi ngược lại cái chiều mình vừa đi vừa rồi ấy, thì có một cái đường rẽ bên tay phải này, nó sẽ đi về Mường Rôn nhé. À, đi về Mường Khiêng, mình nhầm, đi về Mường Khiêng. Ngay ngã ba này thì người ta tập trung thành một chợ nhỏ luôn. Có khả năng trước đây nó là cái chợ, mà sau đó là người ta đã di rời cái chợ này vào bên trong. Đây này, cột mốc của Mường Khiêng. Đây, đi theo đường này là vào Mường Khiêng. Cháu đang quay chợ. Vâng. Đây nhá, anh em nhá, đi đường này là vào Mường Khiêng này. Rồi, hôm nay trời cũng bắt đầu nắng. Sáng nay mình tưởng đi là sẽ râm. Ra là trời nắng thấp. Thời tiết luôn. Nóng. Thì ra là mặc thêm cái áo khoác là còn nóng hơn. Đây toàn cảnh để anh em nhìn ngã ba giàn của thị tứ Mường Cú. Thank you.
ơi, mình đã đến chỗ cầu Vạn Phú để đi vào thị trấn Y Đông của Mường La rồi nhỉ. Ở đây bán rất nhiều cái mặt hàng khác nhau. Ồ, thế cái hoa này là hoa gì đây chú? Hoa cây tạng. Hoa này có cái tác dụng làm gì ạ? Hoa để ăn chữa đau người. Chữa đau người. À nhá. À còn đây là hạt dổi đây đúng không? Hạt dổi. Hạt dổi đây nhá. Một túi này được một lạng không chú? Không được đâu, bán tiền, bán cái là bán hạt thôi. Một hạt là một hạt là 1.000 một hạt. 1.000 một hạt. À, đây rất nhiều mặt hàng. Mít ở đây luôn, mít ở Bát Chiến luôn đấy, mít trồng tại đây luôn. À đây có cả mật ong này. Ăn thử nha, mật ong đấy, mật ong sừng, mật ong đá. Mật ong đá. Đây ăn thử đi, ăn thử quả nào ngon, ăn thử miếng nào ngon thì lấy quả đấy. Ở đây đây là cái gì chú ơi? Đây là tương để chấm. Tương thối à? À tương thối để chấm với măng đấy đúng không? Chấm măng. À. Đâu, mít ở đây thì để đảm bảo luôn cho chín cây luôn. Không bao giờ chín quả nào mới chảy vào đấy. Ồ. Đây là cá muối à chị? Cái này quả khác. Cái này quả. Cá muối này nó là con cá gì để muối đấy ạ? Vâng. Cá muối, cá bên ạ. À cá bên để muối. Mình chưa ăn thử món này nên không biết. Ăn thì nó như nào chị? Cá chua. Em chưa thử cái cá kiểu này. À đây có bán cả dâu luôn này. Chị ơi, con này là cá giảng đấy à? Cá giảng đúng rồi. Đây đi. Cá giảng. Cá này là từ suối lên đây đúng không? Cá sông, cá suối. Cá giảng. À đây có bán cả cá suối luôn này. Cá suối. Cá này nó tên là gì chị? Anh Vũ á? Cá anh Vũ. Anh Vũ là cũng ở dưới suối luôn á.